Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình động lực để mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này mình hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật ghép chanh dây. Đối với cây chanh dây Đài Loan mà khi bà con mua về á, mà vô tình nó bị gãy cái chồi ghép á, thì bà con vẫn để luôn đi. Bà con cứ để cho nó nứt cái một chồi khác lên. Và sau khi nó nứt cái chồi khác lên á, thì bà con tiến hành ghép. Thì với cái ở cái clip này mình sẽ hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật ghép chồi chanh dây. Đối với cây chanh dây Đài Loan đã bị gãy chồi và chết, chúng ta ghép vô cái mục mới cho cây chanh dây Đài Loan. Thì về yêu cầu thì cũng giống như clip trước, thì mình yêu cầu bà con thứ nhất là chọn một cái chồi ghép của giống Đài Loan chuẩn á, chúng ta chọn chồi. Thì về chồi thì không nên non quá, già vừa già thôi. Rồi chúng ta tiến hành cắt loại bỏ những cái lá của nó đi, trừ lại một lá đơn thôi, chúng ta tỉa nhỏ lại. Sau đó chúng ta vát vết vát, thì vát vết vát từ 1 đến 2 cm. Sau đó chúng ta cắt chỗ cái góc ghép á, thì đối với một cái góc ghép bình thường á, nếu mà có hai mục á, hai dây chúng ta cắt, chúng ta ghép hai dây, còn một dây chúng ta ghép một dây. Thì ví dụ như ghép một dây á thì nó chết á, thì còn dây kia mà nếu một dây chúng ta ghép chỉnh thì nó sống luôn. Thì sau khi mà chọn cái bước mà chọn chồi xong á, tiến hành cái hành ghép. Thì ở qua clip bà con xem cũng thấy cụ thể rồi, bà con chẻ vết phát từ 1 đến 2 cm, sau đó chúng ta dùng quay quấn với ghép tự hủy đó, chúng ta quấn chặt. Bà con lưu ý là quấn càng chặt càng tốt, cứ quấn khít. Khi quấn chặt xong á, thì chúng ta không cần tủ không gì hết, chúng ta để bình thường á, thì cái chanh dây nó vẫn sống chứ không có thể khô và héo và chết được đâu. Thì mình đã làm, mình ghép rất là nhiều cái chanh dây khi mà bị dế cắn ngọn nữa đó, thì mình vẫn để lên sống bình thường. Thì với clip này thì bà con cứ xem cái quy trình mình ghép với những cây mà chanh dây á bị gãy đọt, mình ghép lại bình thường và nó là sống hết. Thì lên vẫn ra trái đều, tuy nó có một phần là nhỏ hơn với trái kia, nó không chất lượng bằng cái trái Đài Loan, nhưng một số dây nó vẫn có chất lượng rất là cao. Nên qua clip này mình khuyên bà con, những cây nào bà con mua về mà nó bị gãy đọt thì bà con cứ để yên, nó vận dụng chứ không nên nhổ bỏ gì cũng được. Bà con nếu có giống dư thì ta nhổ bỏ trồng cái đó cũng được, còn không có thì bà con cứ để đó, chúng ta ghép lên thì nó rất là tiện lợi cho bà con. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh và xem các clip về quy trình và kỹ thuật của mình ghép cây chanh dây. Thì ở những clip khác mình cũng đã hướng dẫn cụ thể rồi, và clip này mình sẽ quay lại và cái quy trình làm của mình để bà con xem và thấy và hiệu quả hơn. Tận mắt thấy và làm thì nó rất hiệu quả. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.